Ngày 15 tháng 8, tòa nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ngày 20 tháng 7, tòa nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã đưa vụ án này ra xét xử nhưng do vắng mặt một số bị cáo và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa phải tạm hoãn các bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ của sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa bị đưa ra xét xử gồm có phạm thị hằng nguyên giám đốc lê văn cương và trịnh hữu nghĩa đều là nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính nguyễn văn phụng nguyên phó phòng kế hoạch tài chính và bùi trí thức nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hai gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục trường học cho các trường trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện các gói thầu, các bị cáo công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã thông đồng với các đối tượng liên quan nâng khống giá trị các gói thầu gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 20,8 tỷ đồng. Cụ thể, gói thầu số 1, Hội đồng thẩm định giá đưa ra giá trị thật là 24,9 tỷ đồng nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã nâng khống lên hơn 32,6 tỷ đồng. Gói thầu số 2 có giá trị là 72,9 tỷ đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa nâng lên là hơn 86,9 tỷ đồng.